Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Vân Anh đây. Ngày hôm nay mình thật sự cảm thấy bối rối như là mới có được người yêu ấy. Hôm nay mình cảm thấy thật sự là hạnh phúc vỡ òa khi mà vừa mới học xong vẫn còn đang căng thẳng, vẫn còn đang băn khoăn và loay hoay để tìm kiếm những cái bước đi mới thì nhận được tin người thủ lĩnh, người dẫn đường đã hướng dẫn cho mình. Bạn ấy bảo là chị hãy vào kiểm tra thu nhập tháng 6 của chị đi. Thì mình nghĩ rằng là mình tháng 6 mình chỉ có đầu tư cho sức khỏe, đầu tư cho giáo dục thôi, chứ mình không nghĩ rằng là công việc của mình đã có thu nhập. Thế là mình mở tài khoản ra để kiểm tra thì đúng thật mình có thu nhập. Và thu nhập không những là một con số mà thậm chí là hai con số, và thậm chí là nó còn gấp 1-2 lần cái thu nhập mà mình đang có trong những tháng gần đây. Mẹ bỉm hiện tại là do ảnh hưởng của Covid nên ở nhà trông con, không tức là đang hiện tại là đang ăn bám chồng rồi. Còn những khoản thu khác là không tính, không tính đến. Nên là mình cũng không ngờ rằng là mình có một cái khoản thu nhập từ cái việc quyết định lựa chọn môi trường, lựa chọn cái sự đầu tư của mình. Mình nghĩ rằng là mình sẽ đầu tư để được tham dự khóa học lột xác để thành công. Sau đó mình sẽ tìm ra những cái con đường đi và những cái hướng đi tốt hơn cho công việc của mình. Nhưng mình không ngờ rằng là mình được vũ trụ hồi đáp lại, thành quả lại ngoài mong đợi như vậy. Mình thật sự là rất là hạnh phúc. Mình hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn rằng là công việc hiện tại của mình thì vẫn là một dược sĩ, vẫn là một thầy thuốc và vẫn chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cho chính bản thân và gia đình. Ngoài sau khi mà đã thử nghiệm rất nhiều công việc và tìm kiếm rất nhiều cơ hội để gọi là nâng cao thu nhập, nâng cao cái giá trị của bản thân mình, thì mình thấy rằng là công việc hiện tại rất là tuyệt vời. Nó có đủ gọi là gì nhỉ? Trí tuệ, đạo đức, nghị lực và tinh hoa trong đó. Nó giúp cho bản thân mình, gia đình mình và những người xung quanh mình được khỏe mạnh, có thu nhập, được giáo dục, được phát triển bản thân, được tự do về thời gian, tự do về tài chính và tự do du lịch. Có nghĩa là những cái nhu cầu mong muốn trong cuộc sống của mỗi con người thì đều có. Và trong đó nó có cả những thử thách nữa. Nó có rất nhiều thử thách. Nó rất phù hợp với những người mà không muốn ngồi yên một chỗ, không muốn an phận và thích chinh phục. Thích chinh phục rất là tuyệt vời các bạn ạ. Mình đối với những người mà thích an phận cũng có. Nếu mà mọi người đầu tư cho sức khỏe của mình, cho trí tuệ của mình, cho tương lai của mình thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ thay đổi. Và mọi người cũng vẫn sẽ có những cái khoản thu nhập nó tương xứng với những cái công sức, những cái mong muốn mà các bạn đầu tư cho nó. Không phải nói là các bạn bỏ ra, mà đây là được chứ không phải bỏ đi. Nên là mình cũng có một cái chia sẻ một chút thôi, gọi là cũng mới, vẫn còn non trẻ trong công việc, trong ngành nghề. Nhưng mà mình nhận thấy rằng những cái thành quả mà mình xứng đáng mình nhận được, những cái kết quả khi mà đến với Siberia ấy, thì mình thấy rất là tuyệt vời. Ngay kể cả từ những ngày đầu tiên về sức khỏe, bởi vì mình là chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động rồi, nên là mình cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Và mình cũng muốn chia sẻ với mọi người, nếu mọi người quan tâm thì có thể trao đổi thêm với mình. Mình sẽ tư vấn hoặc là mọi người biết nhiều thì mọi người có thể là chia sẻ giúp mình, chẳng hạn thế, đúng không? Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn buổi chiều tràn đầy năng lượng nhá. Tạm biệt.